Quyển 28, thứ 13, thành phần địa, phần 2 của Du Giả Sứ, thứ 3. Năm học là 3 loại học thủ thắng: 1. Tăng thượng giới học, 2. Tăng thượng tâm học, 3. Tăng thượng tuệ học. Sao gọi là tăng thượng giới học? Là an trụ đầy đủ giới như trước đã nói rộng, đây gọi là tăng thượng giới học. Sao gọi là tăng thượng tâm học? Là lìa ham muốn pháp ác bất thiện, có tầm có tứ, ly sanh hỷ lạc, nhập sơ tịnh lự, đầy đủ an trụ, cho đến năng nhập đệ tứ tịnh lự, đầy đủ an trụ. Đây gọi là tăng thượng tâm học. Lại có các vô sắc và các sở hữu đẳng trí khác cũng đều gọi là tăng thượng tâm học. Ban đầu nương tịnh lự, năng nhập thanh thế hiện quán, thấu đạt tranh tánh ly sanh. Nếu hoàn toàn xa lìa hết thảy tịnh lự thì chẳng năng thành tựu việc đây. Cho nên tịnh lự rất thủ thắng, do đó chỉ thuyết riêng tịnh lự là tăng thượng tâm học. Sao gọi là tăng thượng tuệ học? Là trí kiến như thật, như bốn thánh đế, đây gọi là tăng thượng tuệ học. Hỏi: vì sao chỉ có ba loại học, không nhiều hơn, không ít hơn? Đáp: vì nghĩa kiến lập định, vì nghĩa sở y của trí, vì nghĩa việc làm thành xong. Nghĩa kiến lập định đó là tăng thượng giới học. Vì cớ sao? Vì giới được kiến lập thực hành, tâm tánh nhất cảnh, năng khiến tâm xúc tạp mà địa. Nghĩa sở y của trí đó là tăng thượng tâm học. Vì cớ sao? Do tâm chánh định, niệm tánh nhất cảnh, và nơi sự sở trì có trí như thật, có kiến như thật chuyển chuyển. Nghĩa việc làm chọn xong đó là tăng thượng tuệ học. Vì cớ sao? Vì khéo thành tịnh hoặc trí hoặc kiến nên đang trừ đắc, đoạn trừ các phiền não rốt ráo. Vì đoạn trừ phiền não đây là nghĩa tự lợi, là việc làm thù thắng. Vì vượt qua điều trên đây sẽ không có việc làm thù thắng nào nữa. Do nhân duyên đây nên chỉ có ba loại học. Hỏi: nhân duyên nào có ba loại học thứ tự như vậy? Đáp: trước tiên ở nơi giới khéo thành tịnh nên không có lo buồn hối hận. Vì không lo buồn hối hận nên hoan hỷ an lạc. Vì an lạc nên tâm được chánh định. Vì tâm được định nên năng biết như thật, năng thấy như thật. Vì thấy biết như thật nên năng sanh khởi nhàm chán. Vì nhàm chán nên lìa nhiễm. Vì lìa nhiễm nên được giải thoát. Vì được giải thoát nên chứng cửu cảnh niết bàn, không còn có việc cần phải làm nào khác. Như vậy trước tiên tu tập tịnh giới, dần dần tiến lên chứng cửu cảnh niết bàn không tạm tác, cho nên có ba loại học thứ tự như vậy. Hỏi: vì sao ba loại học đây gọi là tăng thượng giới tâm tuệ? Đáp: vì nghĩa đi đến, vì nghĩa tối thắng nên gọi là tăng thượng. Sao gọi là nghĩa đi đến? Vì đi đến tăng thượng tâm mà tu tịnh giới nên gọi là tăng thượng giới học. Vì đi đến tăng thượng tuệ mà tu tâm định nên gọi là tăng thượng tâm học. Vì đi đến đoạn phiền não mà tu trí kiến nên gọi là tăng thượng tuệ học. Như vậy gọi là nghĩa đi đến nên gọi là tăng thượng. Sao gọi là nghĩa tối thắng? Hoặc tăng thượng giới học, hoặc tăng thượng tâm học, hoặc tăng thượng tuệ học. Ba học đây chỉ có trong thánh giáo, không cùng trường với ngoại đạo. Như vậy gọi là nghĩa tối thắng nên gọi là tăng thượng. Lại có tăng thượng tâm học, năng dẫn phát tăng thượng tuệ học. Lại có tăng thượng tuệ học, năng dẫn phát tăng thượng tâm học. Đó là vị thánh đệ tử chưa đạt được tịnh lự căn bản. Trước học thấy dấu tích, do vì tiến lên đoạn trừ tất cả phiền não sở đoạn của bậc tu đạo, mà tránh siêng năng gia hạnh tu niệm giác tri cho đến tu xả giác tri. Đây gọi là tăng thượng tuệ học dẫn phát tăng thượng tâm học, tăng thượng tâm học dẫn phát tăng thượng tuệ học như trước đã thuyết. Lại hoặc có tăng thượng giới học mà không có tăng thượng tâm, không có tăng thượng tuệ, hoặc có tăng thượng giới học, cũng có tăng thượng tâm, chỉ không có tăng thượng tuệ. Chẳng phải có tăng thượng tuệ học mà không có tăng thượng giới và không có tăng thượng tâm. Cho nên nếu có tăng thượng tuệ học, nên biết quyết chắc có đầy đủ ba học. Ở nơi sự kiến lập ba loại học đây, các thầy du già cần phải siêng năng tu học. Lại có ba loại bổ đặc giả la nương ba học đây nhập vào đế hiện quán. Những gì là ba? Một, loại chưa ly dục. Hai, loại trái lìa dục. Ba, loại đã ly dục. Nên viết trong đây người hoàn toàn trước đề tất cả dục, siêng năng tu gia hạnh, nhập đế hiện quán, đã ở nơi các đế, được hiện quán rồi chứng quả dự lưu. Người trái lìa dục đường lúc bấy giờ chứng quả nhất lai. Người đã ly dục đường lúc bấy giờ chứng quả bất hoàn. Lại có ba căn: một, căn chưa biết muốn biết; hai, căn đã biết; ba, căn biết đầy đủ. Sao kiến lập ba căn như thế? Nếu hành giả ở nơi các đế chưa được hiện quán nên siêng năng tu gia hạnh các đế hiện quán, đường đầy kiến lập căn chưa biết muốn biết. Nếu hành giả ở vị hữu học mà đã được hiện quán ở nơi các đế, đường đầy kiến lập căn đã biết. Nếu bậc A-la-hán, việc cần làm đã làm xong,
Chủ vị vô học, đường đầy kiến lập, cần biết đầy đủ. Lại có 3 giải thoát môn: 1. Không giải thoát môn, 2. Vô nguyện giải thoát môn, 3. Vô tướng giải thoát môn. Sau kiến lập 3 giải thoát môn, về cảnh sở trì lược có hai loại: có và chẳng phải có gồm hai loại: 1. Hữu vi, 2. Vô vi. Và trong hữu vi có nói là ba cõi trói buộc nằm uẩn, và trong vô vi còn nói là niết bàn. Hai chủng hữu vi vô vi như vậy gọi chung là có, hoặc nói ở nơi ngã, hoặc nói hữu tình, mạng giả, sanh giả, đây gọi là chẳng phải có. Ở trong hữu vi, vì thấy quá thất, vì thấy quá hoạn, nên không có điều mong cầu. Vì không mong cầu nên đương theo đó kiến lập vô nguyện giải thoát môn. Ở trong hữu vi không có sự mong cầu, mà đối với niết bàn sanh khởi mong cầu sâu. Vì thấy được sự tịch tĩnh vô cùng, thấy được sự vi diệu sâu xa, thấy được sự xuất ly viễn vĩnh viễn. Vì trong đây thấy được sự xuất ly vĩnh viễn nên đường theo đó kiến lập vô tướng giải thoát môn. Ở trong chẳng phải có không có sở hữu này, chẳng phải có mong cầu, chẳng phải không mong cầu, nhưng lẽ chẳng phải có đây là như vậy, nên biết là chẳng phải có, thấy là chẳng phải có, nương đây kiến lập không giải thoát môn. Đây gọi là kiến lập 3 giải thoát môn. 6. Pháp học tùy thuận. Có 10 loại pháp học trái ngược, vì đối trị với pháp học này nên biết có 10 loại pháp học tùy thuận. Sao gọi là 10 loại pháp học trái ngược? 1. Như có thiếu nữ tuổi xuân sung mãn, hình thể dùng sắc khả ái, chính là chướng ngại bậc thượng cho những thiện nam tử đang tu học. 2. Ở nơi các hành nhiếp thuộc tát ca gia, sanh khởi yêu thích đắm trước. 3. Lười biếng giải đãi. 4. Tát ca giải kiến. 5. Nương ở nơi đoạn thực, tham trước mỹ vị. 6. Ở nơi trùng trùng hí luận thế gian, chẳng phải một mà nhiều phẩm loại khác biệt, và trong sự nhớ nghĩ tư duy phát khởi dục tham yêu thích. 7. Tư duy các pháp thuộc sở hữu quá hoạn của tác ý dù già. Loại pháp học trái ngược thứ 7 này lại được nói như thế nào? Ở đây có 11 loại. 1. Ở trong các đế thực, quẩn, nghiệp, quả, sành, do dự, nghi hoặc. 2. Các thô trọng thuộc thân của người vui tu đoạn. 3. Người chậm chạp ở nơi sự tu chỉ quán tác ý quá hoạn, bị hôn trầm thụy miên che đậy tâm, khiến tâm ám muội mờ tối. 4. Người tinh tấn thái quá, khiến thân mệt mỏi, khiến tâm yếu não. 5. Người tinh cần yếu ớt nên không thể thắng tiến đối với các phẩm thiện bị suy tổn. 6. Ở nơi chú ý lẫn dưỡng danh dự tiếng khen, để theo một việc vui thích phát sinh vui vẻ sâu. 7. Nhảy nhót quấy nhiễu, trạo cử không yên. 8. Đối với niết bàn tất cả già vĩ viễn diệt mà sanh hãi sợ. 9. Đối với các lời nói ra phi lượng giả hạnh, nói năng luận bàn thái quá, tùy tiện nói pháp luận thích thuyết phục, phương tiện sanh khởi tranh cãi. 10. Đối với những điều đã thấy, đã nghe, đã thọ, không phải một chủ mà nhiều phẩm loại khác biệt trong các cảnh giới, tâm rong ruổi, tâm tán loạn. 11. Đối với những chỗ không nên suy nghĩ mà lại tư duy mạnh mẽ, phải biết đây gọi là tư duy các pháp thuộc sở hữu quá hoạn của tác ý dù già. 8. Ở trong là của các đẳng trí định lự, sanh sầu vị ái. 9. Vui muốn chứng nhập vô tướng định mà ở trong các hành thuận theo đó lưu tán. 10. Lúc thọ khổ xúc chạm thân cho đến lúc thọ khổ cho mạng sống mất đi, tham ái thọ mạng, mong cầu sống lâu. Theo mong cầu đây nên sầu đau than phãn mê muội. Đây gọi là 10 chủng pháp học trái ngược. Sao gọi là lại có 10 loại pháp học tùy thuận đối trị 10 loại pháp học trái ngược như vậy? Có 10 loại: 1. Tưởng bất tịnh, 2. Tưởng vô thường, 3. Tưởng vô thường khổ, 4. Tưởng khổ vô ngã, 5. Tưởng nhàm chán trái ngược việc ăn, 6. Tưởng hết thảy thế gian không thể vui, 7. Tưởng quang minh, 8. Tưởng ly dục, 9. Tưởng diệt, 10. Tưởng chết. 10 tưởng như vậy phải khéo tu tập nhiều mới năng đoạn được 10 loại pháp học chướng ngại, pháp học trái ngược trên. Trong đây phải biết có 4 loại quang minh: 1. Quang minh pháp, 2. Quang minh nghĩa, 3. Quang minh sa ma tha, 4. Quang minh tỷ bát xá na. Nương 4 loại quang minh tăng thượng đầy kiến lập quang minh tưởng này, trọng nghĩa đầy ý hướng đến tư duy các pháp năng đoạn pháp học chướng ngại của tăng ý dù già. Trong đây lại có 10 loại pháp học tùy thuận. Những gì là 10? 1. Túc nhân, 2. Tùy thuận giáo, 3. Gia hạnh như lý, 4. Thực hành sâu dày không gián đoạn, 5. Vui muốn mãnh lợi, 6. Lục hộ trì du già, 7. Dừng dứt thô trọng của thân tâm, 8. Luôn luôn quán sát, 9. Không có khiếp nhược, 10. Lìa tăng thượng mạn. Sao gọi là túc nhân? Là các căn từ trước đã huân tập thành thục, các căn từ trước đã được huân tập,
chứa nhóm. Sao gọi là tùy thuận giáo là không điên đảo với những điều giảng dạy tuần tự theo thứ lớp. Sao gọi là giác hạnh như lý, như điều được dạy mà tu hành, không điên đảo, tu hành như vậy đang sành chánh kiến. Sao gọi là thực hành sâu dày không gián đoạn là do tránh giác hạnh như vậy nên không vì nuôi mạng sống mà xả bỏ chỗ sở hữu các phẩm thiện mà lại nhanh chóng tu tập chứa nhóm. Sao gọi là vui muốn mãnh lợi. Như có người, đối với một trong số giải thoát của các vị trên, và sành lòng ngưỡng mộ vui muốn khởi nghĩ, lúc nào ta có thể ở chốn này đầy đủ an trụ ở xứ này, như chỗ các bậc thánh đầy đủ an trụ, sao gọi là lực hộ trì du già. Có hai nhân duyên năng khiến thành tựu lực hộ trì du già: một, người bản tánh lợi căn; hai, người tu tập duyên suốt trường thời. Sao gọi là dừng dứt thô trọng của thân tâm, như có người do quá mệt mỏi nên thần phát sanh thổ trọng, tâm phát sanh thổ trọng, bấy giờ nhanh chóng chỉnh đốn thoát khỏi oai nghi ấy, khiến dừng dứt thổ trọng. Hoặc do quá tầm quá tứ mà thần phát sanh thổ trọng, tâm phát sanh thổ trọng, bấy giờ bên trong tâm dùng phương tiện ngừng nghỉ khiến dứt thổ trọng. Hoặc do hôn ám tầm hạ liệt, bị sự trói của quấy nhiễu của hôn trầm thụy miên nên thần phát sanh thổ trọng, tâm phát sanh thổ trọng, bấy giờ tác ý thiện thành tịnh, tăng thượng tuệ pháp tế bát xá na khiến dứt thổ trọng. Hoặc do bản tánh phiền não chưa đoạn, có phần phiền não nên chưa thể xả ly thân tâm thổ trọng, bây giờ phải tường tục tên cần tu tránh đạo khiến rất thổ trọng. Sao gọi là luôn quan sát được nơi giới, luôn luôn quan sát việc ác không làm, luôn luôn quan sát việc thiện nên làm, đối với các việc ác không làm không chuyển theo, đối với việc thiện chưa làm không thối chuyển, đối với việc ác đã làm xả bỏ, đối với việc thiện đã làm không xả bỏ, lại đối với các phiền não đã đoạn và chưa đoạn nên tác ý quán sát được tăng thượng. Luôn luôn quán sát, nếu biết đã đoạn liền sanh hoàn hỷ, nếu biết chưa đoạn thì luôn luôn chuyên cần sinh tu tránh đạo. Sao gọi là không có khiếp nhược vào thời gian sau, vì chưa biết chưa thấy chưa chứng đắc đối với những điều nên biết nên thấy nên chứng đắc, nên tâm phát sanh khiếp nhược, tâm phát sanh mỏi mệt, tâm bị hao tổn, lúc tâm đã sanh khởi như thế không chấp giữ kiên cố, năng nhanh chóng đoạn diệt. Sao gọi là lìa tăng thượng mạng, ở nơi điều đã đắc, điều đã xúc, điều đã chứng không tăng thượng mạng, lìa chấp điên đảo. Đối với điều đã chân thật đắc, phát khởi tưởng đắc. Đối với điều đã chân thật xúc, phát khởi tưởng xúc. Đối với điều đã chân thật chứng, phát khởi tưởng chứng. 10 loại pháp như vậy, các thầy du già cần phải tu học trong sự vùi tu học. Lúc đầu, lúc giữa, lúc sau, hàng thường thuận theo, không sai trái nghịch, cho nên gọi là pháp học tùy thuận. 7. Hoại du già. Hoại du già được có 4 loại. Những gì là 4? 1. Rốt ráo hoại du già. 2. Tạm thời hoại du già. 3. Hoại du già do thối thất điều đã đắc. 4. Hoại du già do gây tạo tà hạnh. Sao gọi là rốt ráo hoại du già? Như Bồ Đạt Già La không có trùng tánh. Vì sao như vậy? Bởi lẽ nơi thần này, Bồ Đạt Già La không thể hướng đến pháp niết bàn nên cuối cùng hoại mất pháp xuất thế du già. Sao gọi là tạm thời hoại du già? Như Bồ Đạt Già La có trùng tánh. Vì sao như vậy? Bởi lẽ trong thần đây, Bồ Đạt Già La thường năng hướng đến pháp niết bàn. Tuy thiếu ngoại duyên nhưng trải qua thời gian lâu quyết định sẽ gặp duyên, tu tập dù già khiến trùng tánh pháp niết bàn kia hiện khởi, vị kia khéo tu tập rồi sẽ bát niết bàn, cho nên nói rằng sở hữu dù già của vị kia tạm thời hoại mất. Sao gọi là hoại dù già do thối thất điều đã đắc? Như có người phát sanh thối thất điều đã đắc, đã xúc, đã chứng, hoặc trí hoặc kiến hoặc trụ ản lạc. Họ gọi là hoại dù già do gây tạo tà hạnh. Như có người tinh cần tu hành không như chánh lý, tuy nhiều dụng công mà không đạt được sự thành tựu, không thể thành tựu tất cả dù già, cũng không thành tựu thiện pháp. Lại như có người tánh nhiều phiền não, nhiều cấu uế mà hiểu biết thông sáng, giác đoạn mãnh lợi, thành tựu sự hiểu biết cầu sành, khéo hư thủ nhiếp điều đã được nghe, ở nơi nghe hoặc ít hoặc nhiều được tô giáo. Nếu người kia trú ở chốn không nhàn, có kẻ tại gia và xuất gia vì tránh tánh chất trực đi đến chỗ của kia, kẻ kia nhận đó vì họ thuyết pháp khiến họ sanh tầm hoàn hỷ, kẻ kia lại hành động kiểu trá thần hiện các thứ oai nghi hư vọng, các thứ lời nói tương ứng việc làm điều thiện, hiện tướng như người có phước đức lớn, do nhân duyên đây nên triệu tập được lợi dưỡng xưng tụng cung kính, cũng thu được vô số y phục ngoạ cụ thuốc trị bệnh cùng các tạp vật nuôi thân, các quốc vương đại thần cư sĩ cho đến thường chủ đều cung kính tôn trọng cùng bảo kia là A-la-hán, hoặc quay đầu hồi chuyển trở thành đệ tử của kia. Kẻ kia được các chúng xuất gia và các chúng tại gia mến mộ thương yêu,
bèn để theo đó mà chuyển làm nhiều việc chiêu dụ, chiêu tập dụ dẫn. Lại để sanh khởi nghĩ này, các đệ tử xuất gia tại gia đây tin thuận nơi ta đều cùng gọi ta là A-la-hán. Nếu họ đường theo tác ý dù giả đây, các xứ như chỉ quán để đến thừa hỏi ta. Nếu ta được kêu hỏi mà không thể trả lời, thì nhân việc này họ sẽ xả lòng tin đối với ta, cho con bảo ta là A-la-hán. Do vậy ta sẽ mất đi lợi dưỡng cung kính nơi họ. Ta vào lúc này nên phải tự suy nghĩ quán sát, chủ tính, kỹ lưỡng, an lập dù giả. Kia do lực tăng thượng của việc này, đóng trước lợi dưỡng, cung kính, danh xưng, để một mình ở chốn không nhà, tự suy nghĩ quán sát, chủ tính kỹ lưỡng, an lập du già. Nhưng du già đây không thuận theo khế kinh, không hiện rõ giới luật, trái ngược tánh pháp. Nếu ở chỗ các vị bí xô, kéo chỉ tam tạng, kẻ kết ẩn giấu du già của mình chẳng muốn hiển bày. Nếu có các đệ tử tại gia xuất gia, kẻ kia kín đáo dạy bảo riêng từ pháp du già đây, không để lộ ra bên ngoài. Vì sao như vậy? Vì sợ rằng các bí xô khéo chỉ tam tạng giáo điển, sau khi nghe sứ du giả của mình như vậy rồi, nếu lấy kinh kiểm nghiệm thì không thuận với khế kinh, nếu lấy luật chiếu soi thì không hiển bày giới luật, nếu lấy pháp quán sát thì trái nghịch với tánh pháp. Do nhân duyên đây, họ không còn tín thọ, dùng lời không tin tưởng nạn vấn nơi ta, sẽ phát khởi việc tranh luận. Do đây quốc vương đại thần cư sĩ cho đến trưởng giả thường chủ nhiều tài bảo, chẳng lại cung kính tôn trọng ta, nên ta sẽ không thu được quần áo, thức ăn uống, ngoạ cụ, các thuốc trị bệnh và vật dụng nuôi thân khác. Khi do sức tham trước lợi dưỡng, cung kính, tăng thượng, nên ở trong phí pháp mà khởi tưởng pháp, khởi tưởng che giấu, khởi ham muốn xấu ác, hiện pháp khai thị phí pháp là pháp. Những người tin theo sở kiến của kẻ kia, cũng ở nơi phí pháp mà khởi tưởng là pháp, ngu muội ngoan độn. Vì ở trong phí pháp khởi tưởng là pháp, nên tùy tinh tấn tu hành theo lời dạy của kia, nhưng phải biết rằng tất cả đều là tà hạnh. Như vậy gọi là hoãn du già, do gây tạo tà hạnh, thì tương tự như chánh pháp mà chẳng phải chân thật chánh pháp, năng chướng ngại chánh pháp. Các bí xô là thầy du già xin tu tịnh lự đối với bốn loại pháp hoại du già đây, phải tránh biết tường tận, phải xả bỏ xa lìa. 8. Du già có bốn loại du già, những gì là bốn? 1. Tín, 2. Dục, 3. Tinh tấn, 4. Phương tiện. Tín có hai hành tướng và hai chỗ nương. Hai hành tướng, một hành tướng tính thuận, hai hành tướng thành tịnh. Hai chỗ nương, một chỗ nương quán sát đạo lý các pháp, hai chỗ nương tìm hiểu thần lực của Bồ Đạt Già La. Dục có bốn loại, những gì là bốn? Một dục vì chứng đắc, hai dục vì thưa hỏi, ba dục vì tu tập từ lương, bốn dục vì thuận theo du già. Dục vì chứng đắc như có người đối với sự giải thoát của vị thượng phát sanh lòng vui muốn, mến mộ như trước đã nói rộng. Dục vì thưa hỏi như có người đã dành lòng mong muốn mến mộ rồi, đi đến đằng giả làm, đến chỗ các bậc đồng tu phạm hạnh, đến chỗ của những bậc thành tựu diệu trí du già, để được lắng nghe những điều chưa nghe, để sự tu tập phần được rốt ráo. Dục vì tu tập từ lương như có người về luật nghi giới thành tịnh, về luật nghi cần thành tịnh, biết lượng đối với việc ăn uống, tiết giảm đối với việc ngủ nghỉ. Trong việc an trụ tránh biết, phát sanh lòng mong muốn mến mộ, chuyển chuyển càng thêm thắng tiến. Dục vì thuận theo du già, như có người ở trong tu tập đạo, do hạnh không gián đoạn, do hạnh ân trọng, phát sanh lòng mong muốn mến mộ, mong muốn thực hành. Tinh tấn có bốn, những gì là bốn? Một tinh tấn vì nghe, hai tinh tấn vì suy nghĩ, ba tinh tấn vì tu tập, bốn tinh tấn vì thành tịnh cao chướng. Tinh tấn vì nghe, vì lắng nghe những điều chưa nghe, vì nghe được rốt ráo, nên tâm chuyên cần rõ mãnh, quyết định ra hạnh sâu xa. Tinh tấn vì suy nghĩ, như pháp đã nghe, một mình ở chốn không nhàn, tư duy các nghĩa do lượng quán sát. Tu tinh tấn vì tu tập, nhập vào sự tịch tĩnh luôn luôn trình tu trì quán. Tinh tấn vì thành tịnh cao chướng, đêm ngày tinh siềng sách tấn, tinh hành ngồi yên từ pháp thuận chướng trong lòng tịnh tu, tâm tình cẩn dũng mãnh, quyết định tinh tấn sâu. Phương tiện có bốn, vì luật nghi giới lực tăng thượng nên khéo phòng thủ niệm, vì khéo phòng thủ niệm nên không phóng dật, tâm được phòng hộ tu tập các thiện pháp. Vì không phóng dật, tâm ở bên trong tránh tu sa ma tha, tăng thượng tuệ pháp tỷ bát xá na. Bốn loại du già đây lại có 16 chủng, phải biết trong đây chủng đầu do tín nên đối với nghĩa nên đắc sanh sâu tín hiểu, đã được tín rồi đối với các thiện pháp sanh khởi vui muốn. Do vì vui muốn nên đêm ngày cảnh sách khích lệ, an trụ tinh cẩn, kiên cố dõng mãnh, đã phát khởi tinh tấn rồi nhiếp thọ phương tiện, năng đắc điều chưa đắc, năng xúc điều chưa xúc, năng chứng điều chưa chứng, cho nên bốn pháp đây gọi là du già.
chín tác ý, có bốn tác ý. Những gì là bốn? Một tác ý vận chuyển có lực khích lệ, hai tác ý vận chuyển có gián đoạn, ba tác ý vận chuyển không gián đoạn, bốn tác ý vận chuyển không dụng công. Sao gọi là tác ý vận chuyển có lực khích lệ? Người mới bắt đầu sự nghiệp tu tập khiến tâm bên trong an trụ cho đến đẳng trụ. Nếu đối với các pháp đều luyện chọn lựa không điên đảo, cho đến chưa được tác ý tu tập, bây giờ phát khởi tác ý chuyển vận có lực khích lệ, do lực khích lệ gia tăng gấp bội nên hàng phương tâm khiến trụ một cảnh, đây gọi là tác ý vận chuyển có lực khích lệ. Sao gọi là tác ý vận chuyển có gián đoạn? Sau khi đã đạt được tác ý tụ tập đạo thế, xuất thế dần dần thăng tiến, tác ý liễu tướng, do tư duy tạm mà địa có khoảng hở xen tạp, chưa thể thuần chuyển một hướng tu hành, cho nên gọi là tác ý vận chuyển có gián đoạn. Sao gọi là tác ý vận chuyển không gián đoạn? Từ lúc tác ý liễu tướng về sau cho đến tác ý gia hạnh cứu cánh gọi là tác ý vận chuyển không gián đoạn. Sao gọi là tác ý vận chuyển không dụng công? Là tác ý quả gia hạnh cứu cánh, đây gọi là tác ý vận chuyển không dụng công. Ngoài ra lại có 4 loại tác ý: 1. Tác ý tùy thuận, 2. Tác ý đối trị, 3. Tác ý thuận thành tịnh, 4. Tác ý thuận quan sát. Sao gọi là tác ý tùy thuận? Tức là đối với sở duyên, tranh sầu nhàm chán, hủy hoại, ra khỏi tránh gia hạnh, nhưng chờ đạn được hoặc. Sao gọi là tác ý đối trị? Tức là năng đoạn trừ các hoặc. Sao gọi là tác ý thuận thanh tịnh? Khi tâm nhàm mỏi buông xuôi, liền nắm giữ tướng tịnh diệu khiến tâm hoàn duyệt. Sao gọi là tác ý thuận quán sát? Là tác ý quán sát do lực tăng thượng của tác ý đây, nên thuận theo đó quán sát các phiền não đã đoạn và chờ đoạn. Hỏi, đối với cảnh sở duyệt lúc đang tác ý tư duy được bao nhiêu tướng? Đáp, có 4 tướng. Những gì là 4? 1. Tướng sở duyên, 2. Tướng nhân duyên, 3. Tướng nên xa lìa, 4. Tướng nên tu tập. Tướng sở duyên là ảnh tượng đồng phận với sự sở tri hiển hiện rõ ràng. Tướng nhân duyên là tích tập tu thường tạm mà địa, thuận theo sự dạy dẫn và vui muốn, mãnh lợi đồng hành với tu tập, đối với pháp đáng chán ghét, sanh sầu yểm họa, năng suy xét biến khắp loạn và không loạn, do đó người kia không bị xúc não, hoặc do người gây ra, hoặc chẳng phải người gây ra, hoặc do âm thanh gây ra, hoặc do dụng công gây ra. Nếu dùng tỳ bát xá na làm dẫn đầu, do tướng nhân duyên khiến thâu nhiếp tâm ở bên trong, khiến về sau quán cực sâu xa dũng mãnh, quán cực sâu xa sùng mãn. Nếu lấy Samatha làm dẫn đầu, do tướng nhân duyên nên phát khởi quán thủ thắng, khiến về sau chỉ cực sâu xa sùng mãn. Tướng nên sang liền lại có 4 lại: 1. Tướng trầm, do tướng sở duyên, tướng nhân duyên khiến tâm thấp hèn yếu kém; 2. Tướng trạo, do tướng sở duyên, tướng nhân duyên khiến tâm cao cử; 3. Tướng trước, do tướng sở duyên, tướng nhân duyên khiến ở nơi cảnh tâm phát khởi nhiễm ô, phát khởi đám trước gây nên các sự não loạn; 4. Tướng loạn, do tướng sở duyên, tướng nhân duyên khiến đối với cảnh bên ngoài tâm dòng xuôi tán loạn nhiễu động. Ngay thành các tướng như vậy đã thuyết ở trước trong phần đẳng lẫn địa. Hỏi, đối với cảnh sở duyên lúc đang tác ý như vậy có bao nhiêu loại thắng giải phát khởi? Đáp, có 9 thắng giải. Những gì là 9? 1. Thắng giải sáng sạch, 2. Thắng giải không sáng sạch, 3. Thắng giải chậm lụt, 4. Thắng giải nhẹ bén, 5. Thắng giải hẹp nhỏ, 6. Thắng giải rộng lớn, 7. Thắng giải vô lượng, 8. Thắng giải thanh tịnh, 9. Thắng giải không thanh tịnh. Thắng giải sáng sạch sở hữu thắng giải cùng cầu với tướng quang minh, ở đây tướng quang minh tâm lặng trong khéo nắm giữ. Thắng giải không sáng sạch sở hữu thắng giải cùng cầu với ám muội, đối với tướng quang minh không thể khéo nắm giữ. Thắng giải chậm lụt sở hữu thắng giải ở trong thân căn chậm lụt. Thắng giải nhạy bén sở hữu thắng giải ở trong thân căn thông lại. Thắng giải hẹp nhỏ sở hữu thắng giải đồng hành với tin muốn nhỏ bé, và thắng giải sở duyên ý hiểu nhỏ bé. Như vậy vì tác ý hẹp nhỏ và vì sở duyên hẹp hòi nên gọi là thắng giải hẹp nhỏ. Thắng giải rộng lớn sở hữu thắng giải đồng hành với tin muốn rộng lớn, và thắng giải sở duyên ý hiểu rộng lớn. Như vậy vì tác ý rộng lớn và vì sở duyên rộng lớn gọi là thắng giải rộng lớn. Thắng giải vô lượng sở hữu thắng giải đồng hành với tin muốn không ngàn không mé, và thắng giải sở duyên ý hiểu không ngàn không mé. Như vậy vì tăng ý vô lượng và vì sở duyên vô lượng nên gọi là thắng giải vô lượng. Thắng giải thành tịnh sở hữu thắng giải đồng hành với việc đã khéo tu, đã thành tựu viên mãn, đã đến rốt ráo. Thắng giải không thành tịnh sở hữu thắng giải đồng hành với việc chưa khéo tu, chưa thành tựu viên mãn, chưa đến rốt ráo. 10. Hỏi,
Vị thầy tù Dù Già có bao nhiêu loại việc làm Dù Già? Đáp, có bốn loại. Những gì là bốn? Một, sở y diệt. Hai, sở y chuyển. Ba, sở duyên biến tri. Bốn, sở duyên yêu thích. Sở y diệt và sở y chuyển vì sinh tu tập tăng ý Dù Già nên sở y đồng hành với sở hữu thổ trọng thứ lớp được diệt trừ. Sở y đồng hành với sở hữu thiền an thứ lớp sanh khởi chuyển chuyển. Đây gọi là việc làm Dù Già của sở y diệt và sở y chuyển. Sở duyên biến tri và sở duyên yêu thích, hoặc có sở duyên biến trì, sở duyên yêu thích và sở y diệt, sở y chuyển mà lấy làm dẫn đầu. Do về lực tăng thượng của sở duyên biến trì và sở duyên yêu thích đây, khiến sở y diệt và sở y chuyển. Hoặc có sở duyên biến trì, sở duyên yêu thích dùng sở y thanh tịnh làm dẫn đầu. Do về lực tăng thượng của sở y thanh tịnh đây, khiến cho sở duyên biến trì được khéo thanh tịnh và sở duyên yêu thích được khéo thanh tịnh. Ở nơi việc làm như vậy mà chuyển chuyển thành tựu trọn vẹn, gọi là bốn loại việc làm Dù Già của người tu Dù Già. 11. Hỏi: vị thầy tu Dù Già có tất cả bao nhiêu loại? Đáp: có ba loại. Những gì là ba? Một, vị thầy mới bắt đầu sự nghiệp tu tập. Hai, vị thầy đã tu tập hành trì Dù Già. Ba, vị thầy Dù Già vượt qua tăng ý. Sẽ gọi là vị thầy mới bắt đầu sự nghiệp tu tập. Có hai loại người mới tu nghiệp: một, người mới tu nghiệp ở nơi tác ý; hai, người mới tu nghiệp ở nơi sự thanh tịnh phiền não. Người mới tu nghiệp ở nơi tác ý như có một đặc giả la mới tu nghiệp an trú nơi một duyên sinh tu tác ý cho đến chưa đạt được tác ý tu tập, chưa thể xúc chứng tâm tánh nhất cảnh. Người mới tu nghiệp ở nơi sự thanh tịnh phiền não như có một đặc giả la đã chứng đắc tác ý tu tập ở nơi các phiền não, vì muốn tâm được thanh tịnh nên phát khởi nhiếp thọ, tránh sinh tu học tác ý liễu tướng. Đây gọi là người mới hít tu hiệp và nơi việc thành tịnh phiền não. Sao gọi là vị thầy đã tu tập hành trì Dù Già? Như có bộ đặc giả là trừ tăng ý liễu tướng, còn lại các tăng ý khác cho đến tăng ý gia hạnh cứu cánh đã khéo tu tập. Sao gọi là vị thầy Dù Già vượt qua tăng ý? Như có bộ đặc giả là đã an trù trong vị tăng ý quả gia hạnh cứu cánh, do đây vượt qua hết việc tu tập tăng ý của vị gia hạnh phương tiện an trụ trong quả tu, cho nên gọi là đã vượt qua tác ý. Lại nữa, qua giai đoạn ban đầu tu tập dục thiện pháp cho đến chưa sanh khởi thiện căn thuận phần quyết trạch, tức lúc bấy giờ gọi là mới tu nghiệp. Nếu đã sanh khởi thiện căn thuận phần quyết trạch, đó là các vị mãn đảnh nhẫn tùy thuận thế pháp thế đệ nhất, gọi là đã tu tập hạnh. Nếu đã chứng nhập chánh tánh ly sanh, đắc đế hiện quán không phụ thuộc duyên pháp, đối với điều Phật thánh dạy không bị duyên pháp dẫn dụ đoạt mất, đừng lúc bấy giờ gọi là vượt qua tác ý. Do người kia vượt qua tác ý của tha duyên, chẳng phải an trụ nơi sở hữu tác ý của tha duyên, cho nên gọi là đã vượt qua tác ý. 12. Sự tu Dù Già có hai loại: A, tu tưởng; B, tu bồ đề phần. A, sao gọi là tu tưởng? Hoặc lúc tu đạo thế gian đối với các địa giới tu tưởng quá hoạn, hoặc lúc tu đạo niết bàn đối với đoạn giới, ly dục giới, diệt giới, quan thấy công đức tịch tĩnh tối thắng, tu tập tưởng đoạn, tưởng ly dục, tưởng diệt, hoặc lúc tu samatha, tu tập phẩm chỉ, tưởng trên dưới, hoặc lúc tu tỳ bát xá na, tu tập phẩm quán, tưởng trước sau, tưởng trên dưới, quan sát thân này như chỗ nó an trụ, như điều nó mong cầu, trên từ đỉnh đầu dưới cho đến lòng bàn chân, trùng trùng tạp lại bất tịnh đầy rẫy tồn tại nơi thần đây, là sở hữu các thứ tóc lông móng răng như trước đã nói rộng, tưởng trước sau như có người ở nơi tướng đã quán, ân cần chân thành khéo nắm lấy, khéo tư duy, khéo hiểu rõ, khéo thông đạt. Đó là đứng quán nơi ngồi, ngồi quán nơi nằm, hoặc ở nơi hành sau, quán sát hành trước. Đấy đức hiển thị dùng hành tỳ bát xá na, quán sát duyên sanh các hành trong ba đời. Hoặc nói, đứng quán nơi ngồi, đấy đức hiển thị dùng tác ý hiện tại quán sát các hành được nhận biết ở vị lai. Vì sao như vậy? Vì vị tác ý hiện tại đã hiện tiền sanh khởi, đây gọi là đứng. Vì vị được nhận biết ở vị lai chưa hiện tiền sanh khởi, thì sắp muốn sanh khởi nên gọi là ngồi. Hoặc lại nói, ngồi quán nơi nằm, đây được hiển thị dục tác ý hiện tại quan sát các hành được nhận biết ở quá khứ. Vì sao như vậy? Vì vị tác ý hiện tại gần sắp muốn diệt nên gọi là ngồi. Vì vị được nhận biết ở quá khứ đã tàn diệt nên gọi là nằm. Hoặc lại nói, hoặc ở nơi hành sau quan sát hành trước, đấy tức hiển thị dùng tác ý hiện tại quán tác ý hiện tại hành diệt không gián đoạn. Vì sao như vậy? Nếu tác ý sở thủ tàn diệt không gián đoạn đã sanh khởi, gọi là hành trước. Nếu tác ý năng thủ sanh khởi mới không gián đoạn đây,
Giữ lấy tác ý đã tả rẻ không gián đoạn trước gọi là hành sau. Nên biết trong đây, vì tu chỉ quán, tu hai phẩm tưởng quang minh thù thắng kia gọi là tu tưởng. B. Sao gọi là tu bồ đề phần? Đối với 37 pháp bồ đề phần thân cận tích tập, hoặc tu hoặc tập, hoặc tu tập nhiều, đây gọi là tu bồ đề phần. Những gì gọi là 37 pháp bồ đề phần? Đó là bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy giác tri, tám thánh đạo tri. Bốn niệm trụ: một thần niệm trụ, hai thọ niệm trụ, ba tâm niệm trụ, bốn pháp niệm trụ. Bốn chánh đoạn: một đối với pháp ác bất thiện đã sanh, vì khiến đoạn trừ nên sanh khởi mong một sách tấn nỗ lực phát khởi siêng năng tinh tấn, sách tấn tâm giữ gìn tâm chánh đoạn. Hai đối với pháp ác bất thiện chưa sanh, vì khiến không sanh nên sanh khởi mong muốn sách tấn nỗ lực phát khởi siêng năng tinh tấn, sách tấn tâm giữ gìn tâm chánh đoạn. Ba đối với thiện pháp chưa sanh, vì khiến sanh khởi nên sanh khởi mong muốn sách tấn nỗ lực phát khởi siêng năng tinh tấn, sách tấn tâm giữ gìn tâm chánh đoạn. Bốn đối với thiện pháp đã sanh, vì khiến an trụ, khiến không hoại mất, khiến tu viên mãn, khiến tu tập tăng gấp bội, khiến tăng trưởng, khiến rộng lớn nên sanh khởi mong muốn sách tấn nỗ lực phát khởi siêng năng tinh tấn, sách tấn tâm giữ gìn tâm chánh đoạn. Bốn thần túc: một dục tam ma địa đoạn hành thành tựu thần túc, hai cần tam ma địa đoạn hành thành tựu thần túc, ba tâm tam ma địa đoạn hành thành tựu thần túc, bốn quán tam ma địa đoạn hành thành tựu thần túc. Năm căn: một tín căn, hai tinh tấn căn, ba niệm căn, bốn định căn, năm tuệ căn. Năm lực: một tín lực, hai tinh tấn lực, ba niệm lực, bốn định lực, năm tuệ lực. Bảy giác tri: một niệm đẳng giác tri, hai chánh pháp đẳng giác tri, ba tinh tấn đẳng giác tri, bốn hỷ đẳng giác tri, năm an đẳng giác tri, sáu định đẳng giác tri, bảy xả đẳng giác tri, tám thánh đạo tri, một chánh kiến, hai chánh tư duy, ba chánh ngữ, bốn chánh nghiệp, năm chánh mạng, sáu chánh tinh tấn, bảy chánh niệm, tám chánh định. Trong đây, sao gọi là thân, sao gọi là nơi thân, trụ quán tuần thân, sao gọi là niệm, sao gọi là niệm trụ. Nói tóm được thân có 35 tướng: thân trong, thân ngoài, thân nhiếp thuộc căn, thân nhiếp thuộc phi căn, thân thuộc số hữu tình, thân thuộc số phi hữu tình, thân đồng hành thô trọng, thân đồng hành thinh an, thân năng tạo, thân sở tạo, thân danh, thân sắc, thân địa cục, thân bằng xanh, thân tổ phụ đất nước, thân người, thân trời, thân hữu thức, thân vô thức, thân nằm giữa hữu thức và vô thức, thân biểu hiện, thân biến đổi, thân không biến đổi, thân nữ, thân nam, thân bán trạch ca, thân của bạn bè thân thích, thân không phải của bạn thân, thân không oán, thân yếu kém, thân trung bình, thân tốt đẹp, thân trẻ con, thân thiếu niên, thân già, như vậy gọi là tướng thân sai biệt. Nói tóm lại, trụ quán toàn thân có ba chủng, đó là tuệ của văn tư tu đương thân tăng thượng. Do tuệ đầy nên đối với tất cả thân, tất cả tướng tránh quan sát, tránh suy xét tìm cầu, theo đó mà quan sát, theo đó mà hiểu biết. Niệm đương thân tăng thượng, thọ trì chánh pháp, tư duy pháp nghĩa, tu tập tác chứng. Trong việc tu tập, tu tác chứng ở nơi văn, ở nơi nghĩa, tâm không bị quên mất hoặc tư duy sâu xa, ta đối với chánh pháp là chân chính thọ trì hay không như thế, ta đối với nghĩa kia tuệ khéo liễu đạt hay không như thế, ta khéo xúc chứng đắc giải thoát kia hay không như thế. Quan sát kỹ như vậy, an trụ nơi niệm gọi là niệm trụ. Lại vì thủ hộ niệm thì đối với cảnh không nhiễm, vì an trụ sở duyên nên gọi là niệm trụ. Vì thủ hộ niệm, tức như trên nói, trước thủ hộ niệm hoặc thường thuận niệm vì đối với cảnh giới không nhiễm, như tức như trước nói, tâm thủ hộ niệm, hành vị bình đẳng, không nắm giữ tướng kia, không nắm giữ tướng tùy hảo, nói rộng cho đến thủ hộ ý căn, tu luật nghi ý căn. Vì an trụ sở duyên, tức như trước nói, nơi bốn sở duyên an trụ niệm, đó là sở duyên biến mãn, sở duyên tịnh hành, sở duyên thiện xảo, sở duyên tịnh hoặc. Do ba tướng đây khéo an trụ niệm nên gọi là niệm trụ. Sao gọi là thọ? Thọ vui, thọ khổ, thọ không khổ không vui, thọ vui của thân, thọ khổ của thân, thọ không khổ không vui của thân. Nếu nói về thọ của thân thì thọ của tâm cũng vậy. Thọ vui có vị ái, thọ khổ có vị ái, thọ không khổ không vui có vị ái. Thọ không vị ái, thọ nương nơi đam mê vui thích phải biết cũng vậy. Thọ vui nương nơi xuất ly, thọ khổ nương nơi xuất ly, thọ không khổ không vui nương nơi xuất ly. Như vậy hết thảy có 21 thọ hoặc 9 loại thọ. Sao gọi là tâm?
Tâm có tham, tâm lìa tham, tâm có sân, tâm lìa sân, tâm có si, tâm lìa si, tâm thâu tóm, tâm tán loạn, tâm hạ liệt, tâm cao cử, tâm trọng động, tâm không trọng động, tâm tịch tĩnh, tâm không tịch tĩnh, tâm định, tâm không định, tâm khéo tu, tâm không khéo tu, tâm khéo giải thoát, tâm không khéo giải thoát. Như vậy hết thảy có 20 loại tâm. Giả gọi là pháp hoặc tham, pháp tỷ nại già của tham, hoặc sân, pháp tỷ nại già của sân, hoặc si, pháp tỷ nại già của si, hoặc pháp thâu tóm, pháp tán loạn, hoặc pháp hạ liệt, pháp cao cử, hoặc pháp trạo động, pháp không trạo động, hoặc pháp tịch tĩnh, pháp không tịch tĩnh, hoặc pháp định, pháp không định, hoặc pháp khéo tu, pháp không khéo tu, hoặc pháp khéo giải thoát, pháp không khéo giải thoát. Như vậy phải biết kiến lập 20 chủng pháp, phẩm hắc, phẩm bạch, phẩm nhiễm, phẩm tịnh. Lại thọ vui, đó là cảm thọ bình đẳng nhiếp thuộc thọ, do xúc thuận theo vui làm chứng sanh khởi, đây gọi là thọ vui. Nếu năm thức tương ứng đây gọi là thọ của thân, nếu ý thức tương ứng gọi là thọ của tâm. Như xúc thuận theo thọ vui thì cảm thọ không bình đẳng nhiếp thuộc thọ, do xúc thuận theo thọ khổ làm chứng sanh khởi. Và cảm thọ chẳng phải bình đẳng, chẳng phải không bình đẳng, nhiếp thuộc thọ, do xúc thuận theo thọ không khổ không vui làm duyên sanh khởi. Đây gọi là thọ khổ và thọ không khổ không vui. Nếu năm thức tương ứng đây gọi là thọ của thân, nếu ý thức tương ứng đây gọi là thọ của tâm. Theo thọ như vậy, nếu thuận theo niết bàn, thuận theo quyết trạch, rốt ráo xuất ly, rốt ráo lìa cấu, rốt ráo năng khiến phạm hạnh viên mãn, đây gọi là thọ không vị ái. Nếu rơi vào các cõi giới gọi là thọ có vị ái. Nếu hệ thuộc sắc và vô sắc giới, nếu thuận theo lì dục gọi là thọ nương nơi xuất ly. Nếu hệ thuộc dục giới, nếu không thuận theo lì dục gọi là thọ nương nơi đam mê vui thích. Tâm có tham, đối với hết cảnh sự sở duyên đáng yêu thích, bị trói buộc bởi tham triền, tâm lìa tham, xa lìa tham triền như vậy. Tâm có sân, đối với hết cảnh sự sở duyên đáng oán ghét, bị trói buộc của sân triền, tâm lìa sân, xa lìa sân triền như vậy. Tâm có si, đối với hết cảnh sự sở duyên đáng mù mê, bị sự trói buộc của si triền, tâm lìa si, xa lìa sự trói buộc của si triền như vậy. Sáu tâm như vậy nên biết đều được phát khởi vào lúc hành, là sự sai biệt của ba phẩm phiền não và ba phẩm đối trị phiền não. Tâm thâu tóm bao giờ nghỉ hành động đối với sở duyên bên trong, tâm bị buộc trói nơi đó. Tâm tán loạn đối với năm diệu dục bên ngoài, tâm thuận theo trôi chảy lưu tán. Tâm hạ liệt, tâm đồng hành với hôn trầm thụy miên. Tâm cao cử ở nơi sở duyên tịnh diệu hiển hiện rõ ràng. Tâm trạo động vì cao cử thái quá bị trạo triền làm dao động. Tâm không trạo động lúc cao cử và lúc thâu tóm được bình đẳng xả. Tâm tịch tĩnh đã được giải thoát khỏi các cái. Tâm không tịch tĩnh chưa được giải thoát khỏi các cái. Tâm định đã được giải thoát khỏi các cái rồi, lại khéo chứng nhập tịnh lự căn bản. Tâm không định chưa thể nhập tịnh lự căn bản. Tâm khéo tu ở nơi định đây, trưởng thầy xuyên suốt tu tập, được đi theo ý muốn, được không khó khăn, được không rắc rối, lại năng nhanh chóng chứng nhập. Tâm không khéo tu nên biết tướng của tâm đầy trái với tướng tâm khéo tu. Tâm khéo giải thoát, do giáo giải thoát khỏi tất cả. Tâm không khéo giải thoát, không do giáo giải thoát tất cả. 14 loại tâm như vậy phải biết phát khởi vào lúc trụ, nhưng các cái thành tịnh địa có 8 chủng tâm phát khởi vào lúc trụ, đó là tâm thâu tóm, tâm tán loạn cho đến tâm tịch tĩnh, tâm không tịch tĩnh. Đường phiền não thành tịnh địa có 6 chủng tâm phát khởi vào lúc trụ, đó là tâm định, tâm bất định cho đến tâm khéo giải thoát, tâm không khéo giải thoát. Lại ở bên trong có cái, năng tự biết rõ ta có các cái. Ở bên trong không có cái, năng tự biết rõ ta không có cái. Nghe các cái kia chưa sanh mà lại sanh cũng năng biết rõ. Các cái kia sanh rồi đã tàn hoại diệt mất cũng năng biết rõ. Nơi mắt có kiết cho đến nơi ý có kiết, năng tự biết rõ mắt ta có kiết cho đến ý ta có kiết. Nơi mắt không có kiết cho đến nơi ý không có kiết, năng tự biết rõ mắt ta không có kiết cho đến ý ta không có kiết. Như mắt kiết cho đến ý kiết chưa sanh mà lại sanh cũng năng biết rõ. Như các kiết kia sanh rồi, tàn hoại diệt mất cũng năng biết rõ. Ở bên trong có niệm đẳng giác tri, năng tự biết rõ ta có niệm đẳng giác tri. Ở bên trong không có niệm đẳng giác tri, năng tự biết rõ ta không có niệm đẳng giác tri. Như niệm đẳng giác tri chưa sanh mà lại sanh cũng năng biết rõ. Như sanh rồi an trụ tu viên mãn không hoại mất, lại tu tập gấp bội kiến tăng trưởng rộng lớn cũng năng biết rõ. Như niệm đẳng giác trì như vậy thì trạch pháp tinh tấn hỷ an định xả đẳng giác trì phải biết cũng vậy.
Nếu nàng nhì thật biết pháp tự tánh, nhân duyên quá hoạn, đối trị của các pháp tạp nhiễm như vậy, đây là thể hiện pháp niệm trụ. Đây là thể pháp niệm trụ, như đã nói ở thời thần trụ quán tuần thân, niệm và niệm trụ như vậy, thì ở nơi thọ, nơi tâm, nơi pháp, từ chỗ thích hợp, nơi biết cũng vậy. Sao gọi là ở nội thân trụ quán tuần thân? Sao gọi là ở ngoại thân trụ quán tuần thân? Sao gọi là ở nội ngoại thân trụ quán tuần thân? Nếu duyên nội sắc thân của mình thuộc sở hữu tình làm cảnh, trụ quán tuần thân, đây gọi là ở nội thân trụ quán tuần thân. Nếu duyên ngoại sắc thuộc số phỉ hữu tình làm cảnh, trụ quán tuần thân, đây gọi là ở ngoại thân trụ quán tuần thân. Nếu duyên ngoại sắc của người khác thuộc số hữu tình làm cảnh, trụ quán tuần thân, đây gọi là ở nội ngoại thân trụ quán tuần thân. Nếu nương thọ tâm pháp sanh khởi do duyên nội sắc thân của mình thuộc sở hữu tình làm cảnh, trụ ba quán tuần, đây gọi là ở nội nội thọ tâm pháp, trụ quán tuần thọ tâm pháp. Nếu nương thọ tâm pháp sanh khởi do duyên ngoại sắc thuộc số phi hữu tình làm cảnh, trụ ba quán tuần, đây gọi là ở ngoại thọ tâm pháp, trụ quán tuần thọ tâm pháp. Nếu nương thọ tâm pháp sanh khởi do duyên ngoại sắc thân của người khác thuộc sở hữu tình làm cảnh, trụ ba quán tuần, đây gọi là ở nội ngoại thọ tâm pháp, trụ quán tuần thọ tâm pháp. Lại có cách quán khác, đó là nếu duyên sắc có chấp, có thọ nhiếp thuộc căn làm cảnh, trụ quán tuần thân, đây gọi là ở nội thân trụ quán tuần thân. Nếu duyên sắc không chấp không thọ nhiếp thuộc phi căn làm cảnh, trụ quán tuần thân, đây gọi là ở ngoại thân trụ quán tuần thân. Nếu duyên sắc có chấp có thọ nhiếp thuộc phi căn làm cảnh, trụ quán tuần thân, đây gọi là ở nội ngoại thân trụ quán tuần thân. Nếu nương thọ tầm pháp sanh khởi duyên ba sắc trước làm cảnh, thì chỗ thích hợp nên biết, tức là trụ ba quán tuần. Lại có cái quán khác, đó là nếu duyên nội sắc của mình đồng hành khinh an, thuộc định địa làm cảnh, trụ quán tuần thân, đây gọi là ở nội thân trụ quán tuần thân. Nếu duyên nội sắc của mình đồng hành thô trọng thuộc bất định địa làm cảnh, trụ quán tuần thân, đây gọi là ở ngoại thân trụ quán tuần thân. Nếu duyên sắc của người khác đồng hành khinh an, đồng hành thô trọng làm cảnh trụ quán tuần thân, đây gọi là ở nội ngoại thân trụ quán tuần thân. Như vậy nếu đường thọ tâm pháp sanh khởi do duyên ba sắc trước làm cảnh tùy theo chỗ thích hợp phải biết, tức là trụ ba quán tuần. Lại có cách quán khác, đó là nếu duyên nội sắc năng tạo đại chủng làm cảnh, trụ quán tuần thân, đây gọi là ở nội thân trụ quán tuần thân. Nếu duyên ngoại sắc năng tạo đại chủng làm cảnh, trụ quán tuần thân, đây gọi là ở ngoại thân trụ quán tuần thân. Nếu nương duyên cằn cảnh phát sanh do sắc năng tạo đại chủng nhiếp lấy tạo sắc làm cảnh, trụ quán tuần thân, đây gọi là ở nội ngoại thân trụ quán tuần thân. Như vậy nếu nương thọ tâm pháp phát sanh do duyên ba sắc trước làm cảnh tùy chỗ thích hợp phải biết, tức là trụ ba quán tuần. Lại có cách quán khác, đó là nếu duyên nội sắc thân hữu thức làm cảnh, trụ quán tuần thân, đây gọi là ở nội thân trụ quán tuần thân. Nếu duyên sắc của vị sanh bẩm ứ động thần vô thức thuộc số hữu tình làm cảnh, trụ quán tuần thân, đây gọi là ở ngoại thân trụ quán tuần thân. Nếu duyên sắc thần vô thức ở thời quá khứ tánh hữu thức, sắc thần hữu thức ở thời vị lai tánh vô thức, tương tự pháp tánh bình đẳng pháp tánh làm cảnh, đây gọi là ở nội ngoại thân trụ quán tuần thân. Như vậy nếu nương thọ tầm pháp sanh khởi do duyên ba sắc trước làm cảnh tùy chỗ thích hợp phải biết, tức là trụ quán trụ ba quán tuần. Lại có cách quán khác, đó là nếu duyên nội thần của mình tướng tóc lông móng răng làm cảnh, trụ quán tuần thân, đây gọi là ở nội thân trụ quán tuần thân. Nếu duyên nội thần của người khác tướng tóc lông móng răng làm cảnh, đây gọi là ở ngoại thân trụ quán tuần thân. Nếu duyên tướng sanh bẩm ứ động của nội thần biểu hiện biến đổi không biến đổi, và duyên tướng sanh bẩm ứ động của ngoại thần biểu hiện biến đổi không biến đổi, tương tự pháp tánh bình đẳng pháp tánh làm cảnh, trụ quán tuần thân, đây gọi là ở nội ngoại thân trụ quán tuần thân. Như vậy nếu nương thọ tâm pháp sanh khởi do duyên ba giác trước làm cảnh tùy theo chỗ thích hợp phải biết, tức là trụ ba quán tuần. Như vậy các môn sai biệt của hết thảy loại thân thọ tâm pháp phải biết có nhiều chủng, nay ở trong đây chỉ nêu ít phần các môn sai biệt. Lại vì đối trị bốn điên đảo mà Đức Thế Tôn kiến lập bốn loại niệm trụ, đó là vì muốn đối trị điên đảo ở trong bất tịnh mà kế chấp cho là tịnh, nên Đức Thế Tôn lập thần niệm trụ.
Chư Phật Thế Tôn ở trong tuần thân niệm trụ tuyên thuyết bốn bất tịnh tương ưng quá trình đáng ghê sợ. Nếu năng ở đây tư duy nhiều, thì ở nơi bất tịnh, năng đoạn trừ tưởng điên đảo cho là tịnh. Vì muốn đối trị điên đảo ở trong các khổ mà kế chấp cho là vui, nên Đức Thế Tôn lập thọ niệm trụ ở nơi các thọ trụ quán tuần thọ. Như thật rõ biết các sở hữu thọ đều là khổ, thì ở nơi các khổ năng đoạn trừ tưởng điên đảo cho là vui. Vì muốn đối trị điên đảo ở trong vô thường mà kế chấp cho là thường, nên Đức Thế Tôn lập tâm niệm trụ, dụng đầy năng biết rõ chủng chủng tâm sai biệt, như tâm có tham, kia kia trải qua ngày đêm sát na phút chốc hơi thở, đánh chẳng phải một mà có nhiều chủng chủng phẩm loại tâm sanh diệt. Ở nơi vô thường đã trừ tưởng điên đảo cho là thường, vì muốn đối trị điên đảo ở trong vô ngã kế chấp cho là ngã, nên Đức Thế Tôn lập pháp niệm trụ. Do vì kia từ trước đến nay nơi các phiền não thấy có ngã, vì nơi không có thiện pháp thấy vô ngã, nên ở trong các uẩn sanh khởi cái thấy có ngã. Dụng ở nơi các pháp trụ quán toàn pháp, như thật biết rõ chỗ kế chấp tự tướng, cộng tướng của các uẩn, bèn ở nơi vô ngã đoạn trừ tưởng thiên đạo cho là ngã. Lại có cách đối trị khác, đó là những người thế gian, phần nhiều ở nơi các uẩn chỉ có tánh uẩn, chỉ có tánh pháp mà không hiểu biết như thật, ngang ngược kế chấp cho là có ngã, bám chấp nơi thân, do đường thân nên thọ dụng khổ vui. Thọ khổ vui đây là do pháp, vì pháp có nhiễm có tịnh. Vì muốn trừ khiển sự ngu mê về chỗ nương tựa của ngã nên lập thân niệm trụ. Vì muốn trừ khiển sự ngu mê về chỗ lãnh thọ của ngã nên lập thọ niệm trụ. Vì muốn trừ khiển sự ngu mê chấp ngã ở nơi tâm ý thức, sự ngu mê về ngã nên lập tâm niệm trụ. Vì muốn trừ khiển sự ngu mê tâm năng nhiễm tịnh của ngã chấp nên lập pháp niệm trụ. Lại có cách đối trị khác, đó là hoặc nương nơi đây tạo tác các nghiệp, hoặc vì đây nên tạo tác các nghiệp, hoặc nghề tạo nghiệp, hoặc do đây tạo tác các nghiệp. Để hiển thị tất cả như vậy, nên lập bốn niệm trụ. Phải biết trong đây, nương nơi thần tạo tác các nghiệp, vì mong cầu cảm thọ nên tạo tác các nghiệp, tâm tạo nghiệp do pháp thiện bất thiện năng tạo các nghiệp. Lại có cách đối trị khác, đó là hoặc nương nơi đây có nhiễm có tịnh, hoặc vì đây khởi nhiễm khởi tịnh, hoặc người nhiễm tịnh, hoặc vì do đây thành nhiễm thành tịnh. Để hiển thị tất cả như thế nên lập bốn niệm trụ. Phải biết trong đây, nương nơi thần có nhiễm có tịnh, vì mong cầu cảm thọ khởi nhiễm khởi tịnh, tâm đầy nhiễm tịnh, do vì các pháp thành nhiễm thành tịnh. Hỏi nghĩa niệm trụ là gì? Đáp, hoặc ở nơi đầy trụ niệm, hoặc do đầy trụ niệm đều gọi là niệm trụ. Ở nơi đầy trụ niệm, đó là niệm trụ sở duyên, do đầy trụ niệm đó là hoặc tuệ hoặc niệm nhiếp chỉ nơi định. Đây là tự tánh của niệm trụ, còn lại là các tâm tâm pháp tương ưng, đây là tướng tạng của niệm trụ. Lại đạo thiện hữu lậu vô lậu do thần thọ tâm pháp tổng thượng sanh khởi đều gọi là niệm trụ. Bên lại có ba loại: một do văn thành tựu, hai do tử thành tựu, ba do tu thành tựu. Niệm trụ do văn tu thành tựu chỉ là hữu lậu, niệm trụ do tu thành tựu thông cả hữu lậu và vô lậu.